câu 1, mở đầu bằng một câu khá đơn giản. Giữa khí oxy và khí carbonic, khí nào quan trọng hơn? Chắc chắn đó chính là khí oxy. Ở đây chắc các bạn ai cũng biết tầm quan trọng của khí oxy đối với con người chúng ta như thế nào rồi, đúng không nè? Câu 2, vậy còn giữa cây xanh và cây ATM, cây nào quan trọng hơn nhỉ? Đó chính là cây xanh, nó giúp đào thải khí CO2 trong môi trường, làm cho không khí trong lành hơn. Câu 3, giữa bia và sữa, bạn có biết cái nào tốt và quan trọng hơn không? Đó chính là sữa, sữa giúp chúng ta bổ sung nhiều dưỡng chất thiết yếu. Câu 4, giữa hai món ăn truyền thống cơm và phở, bạn có biết món nào cần thiết hơn không? Đó chính là cơm, một minh chứng là chúng ta đã ăn cơm hàng ngày từ nhỏ cho tới bây giờ. Không biết ở đây có bạn nào đặc biệt hơn là ăn phở hàng ngày mà không ngán không? Câu 5, đố bạn biết giữa nước và thức ăn, cái nào quan trọng và cần thiết hơn? Với 70% cơ thể con người chúng ta là nước thì không khó để các bạn có thể đoán ra nước quan trọng và cần thiết hơn rồi. Một điều đặc biệt nữa là con người chúng ta có thể nhịn đói lâu hơn là nhịn khát. Câu 6, bạn có biết giữa chơi game và đọc sách thì cái nào tốt hơn không? Đó chính là đọc sách. Đọc sách giúp chúng ta học hỏi thêm nhiều điều mới, mở mang đầu óc, còn chơi game nhiều sẽ ảnh hưởng xấu đến mắt đấy. Câu 7, giữa khẩu trang và vaccine, đố bạn biết cái nào quan trọng và cần thiết hơn? Đối với việc ngăn ngừa bệnh thì rõ ràng việc tiêm vaccine là cần thiết và quan trọng hơn rồi. Câu 8, giữa máy nghe nhạc và điện thoại thì cái nào quan trọng hơn nhỉ? Đó chính là điện thoại. Câu này chắc chắn không làm khó được các bạn rồi đúng không nè? Câu 9, giữa nón bảo hiểm và nón chống nắng, cái nào quan trọng hơn ta? Đó chính là nón bảo hiểm. Nón bảo hiểm bảo vệ cho chúng ta an toàn khi tham gia giao thông. Câu 10, giữa bánh kẹo và trái cây, cái nào tốt và quan trọng hơn? Câu 11, bạn có biết giữa túi giấy và túi ni lông, cái nào tốt hơn không? Đó chính là túi giấy. Túi giấy là túi thân thiện và bảo vệ môi trường hơn, vì giấy dễ dàng phân hủy hoặc tái chế hơn ni lông. Câu 12, giữa vitamin và thuốc lá, cái nào cần thiết hơn, bạn có biết không? Chắc chắn là vitamin rồi, nó giúp cơ thể chúng ta khỏe mạnh, còn hút thuốc lá sẽ có hại cho sức khỏe của mình và những người thân xung quanh đấy. Câu 13, vậy còn giữa máy vi tính và tivi? Đáp án đó chính là máy vi tính. Câu 14, bạn có biết giữa ngủ nướng và dậy sớm, cái nào tốt hơn không?
đó chính là dậy sớm. Các nhà khoa học đã nghiên cứu và chứng minh rằng những người thức dậy sớm sẽ có tâm trạng lạc quan, sức khỏe và tinh thần tốt hơn những người dậy muộn. Câu 15. Giữa hai thứ tiếng, tiếng Anh và tiếng Trung, tiếng nào quan trọng và cần thiết hơn? Đó chính là tiếng Anh. Mặc dù Trung Quốc là quốc gia có dân số đông nhất thế giới và tiếng Trung cũng khá phổ biến, nhưng tiếng Anh lại quan trọng và cần thiết hơn. Vì tiếng Anh đó là ngôn ngữ quốc tế,